Tiểu thuyết Cái bụng của Paris, tác giả Emile Zola, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hãy cố gắng biết những mảnh giấy đó là gì, sau đó bà sẽ nói cho tôi biết, phải không? Nhưng Lisa không nghe muộn nữa, cô mơ hồ nhìn những chiếc phô mai Thụy Sĩ và những con ốc sên trong những dòng xúc xích trên quầy hàng. Cô dường như chìm đắm vào một cuộc chiến nội tâm đang khoét hai nếp nhăn mảnh trên gương mặt căm lặng của cô. Tuy nhiên mũi gai già đã chỏ mũi vào những cái mâm trên quầy hàng. Mụ thì thào như tự nhủ với mình, này có xúc xích ngắn mới cắt, chắc nó sẽ khô, món xúc xích ngắn được cắt trước, và miếng dồi này bị nứt ra, nó bị một nhát né đâm vào, chắc chắn rồi, phải lấy nó ra, nó sẽ làm cho chiếc mâm bị bẩn. Lisa hãy còn lơ đãng đưa cho mụ chiếc dồi và những khoanh xúc xích ngắn và nói, cho bà đấy nếu bà thích. Mấy món đồ đều biến mất trong cái bị, mụ xa xê đã qua quen với quà cáp, nên thậm chí mụ không cần cảm ơn nữa. Mỗi buổi sáng, mụ mang đi những mẫu dụng của cửa hàng thịt nguội. Mụ bỏ đi với ý định tìm món tráng miệng ở chỗ cô Sarajet và hàng của bà Lơ Cơ khi nói với họ về Gava. Khi cô chỉ còn lại một mình, cô bán thịt nguội ngồi xuống băng ghế nhỏ ở quầy như để có một quyết định tốt hơn cho thoải mái. Từ 8 ngày nay, cô rất lo lắng. Một buổi tối, Florent đã yêu cầu Kenny đưa mình 500 quan. Như một người có tài khoản mở sẵn, Kenny chuyển anh mình sang cho vợ, điều đó khiến cô rất chán và anh đã rung lên chút ít khi phải liên hệ với Lisa xinh đẹp. Nhưng cô này không nói lời nào, không tìm cách biết số tiền này sẽ đưa đến đâu, lên phòng mình và trao cho anh 500 quan. Anh chỉ nói là ghi số tiền này vào tài khoản gia tài thừa kế, 3 ngày sau anh lại lấy 1.000 quan. Không cần nhọc lòng làm người không vụ lợi, Lisa nói với Kenny vào buổi tối khi đi ngủ. Anh thấy rằng em đã làm tốt khi giữ số tiền này. Anh chờ chút nhé, em chưa ghi nhận số tiền ngày hôm nay. Cô ngồi trước bàn viết, đọc lại trang tính toán rồi cô nói thêm. Em có lý khi chừa trắng, em sẽ ghi chú các khoản tính toán ở bên lề. Giờ đây anh sẽ tha phung phí hết từng khoản nhỏ. Em chờ chịu ra là lâu rồi. Kenny không nói gì, đi ngủ trong trạng thái bực bội. Mỗi lần vợ anh mở bàn viết, chi tập về buông ra một tiếng kêu buồn bã khiến anh xe lòng. Thậm chí anh tự hứa sẽ nói lời trách móc với anh mình, ngăn anh đừng phá sản với nhà Mayuden, nhưng anh không dám. Florent trong vòng 2 ngày đã đòi thêm 1.500 quan nữa. Vào một buổi tối, Lorsa nói rằng nếu có tiền, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn. Ngày hôm sau anh mừng rỡ vì thấy lời nói du dơ kia lại có một sâu vàng rơi vào tay mình. Rồi anh ta bỏ túi, cười nhạo, cái bu nhảy tưng tưng vì vui mừng. Từ đó là những yêu cầu liên tục, bộ phận này thì cần thuê một chỗ. Bộ phận khác cần ủng hộ những người yêu nước bất hạnh và còn có những vụ mua vũ khí và trang bị, còn các vụ gì cần tiến hành. Chi phí cho cảnh sát, Florent sẽ cho hết. Anh nhớ đến khoản gia tài, những lời khuyên của cô đọc mang đi. Anh vét cạn trong học bằng viết của Lisa, chỉ kềm nén vì nỗi sợ mơ hồ về gương mặt nghiêm nghị của cô. Chưa bao giờ theo anh lại tiêu xài tiền vì một mục đích lành mạnh hơn thế. Lọt phân khích, mang những chiếc cà vạt hồng đáng ngạc nhiên và những đôi ủng cổ ngắn sơn bóng mà La Cai vừa mới nhìn đã xa sầm mặt. Thế là trong 7 ngày mà đã lấy 3.000 quan. Lisa kể với Kenny, anh nói sao đây, đẹp mặt quá phải không? Cứ theo đà này, 50.000 quan của anh ta sẽ hết sạch trong vòng 4 tháng. Và ông già Carlen đã để dành 40.000 quan giấu giếm trong gần ấy năm. Em cứ mặc kệ đi, Kenny hét lên, em đâu cần nói với anh ấy gì gia tài. Nhưng cô nghiêm khắc nhìn anh rồi nói rằng, đó là tài sản của anh ta. Anh ta có thể lấy hết, không phải vì cho anh ta số tiền đó mà em phật ý, mà là biết anh ta làm việc xấu xa với số tiền đó. Em đã nói với anh từ rất lâu rồi, cần phải chấm dứt chuyện đó. Cứ hành động như em muốn, anh không ngăn cấm em. Cuối cùng anh hàng thịt ngủ tuyên bố vì thích keo kiệt tra tấn anh. Tuy là anh rất yêu thương anh mình, nhưng ý nghĩ rằng 50.000 quan sẽ bị ăn sạch trong 4 tháng khi anh không sao chịu nổi. Lisa theo những lời đơm đặt của mụ Sa Sê, đoán được số tiền này đi về đâu. Mụ già đã liên hệ tới gia tài, thậm chí mụ tranh thủ cơ hội để cả khu phố biết Florent lấy phần của mình và tiêu tán sạch sành sanh. Ngày hôm sau thì câu chuyện những mảnh giấy đó khiến cô quyết định. Cô ở lại trong chốc lát, vẫn còn tranh đấu, nhìn quanh mình và thấy bộ dạng phiền muộn của cửa hàng thịt nguội. Những con lợn được treo với dáng vẻ u buồn, mèo mu tông ngồi gần một lọ mỡ, lông xù lên, mặt u buồn như một con mèo ăn không tiêu. Lúc đó cô gọi Augustine khôi quầy, còn cô lên phòng của Florent. Trên cao, cô đột ngột ớn lạnh khi vào trong phòng. Cái giường êm ái trẻ thơ có một gói khăn quàng đỏ buông dài xuống đất.
Trên lò sưởi giữa những cái hộp mạ vàng và những lọ thuốc bôi cũ, những dải băng đeo tay màu đỏ rải sát cùng với những gói phù hiệu làm thành những giọt máu lan rộng. Rồi ở những cây đinh trên màu xám nhạt của giấy vẽ có những vạt vải treo phất phới trên tường. Những lá cờ vuông vàng, xanh lơ, xanh lục, đen mà cô bác tình ngồi nhận ra đó là cờ lệnh của 20 bộ phận. Sự ngây thơ của căn phòng bị kiểu trang hoàng cách mạng này biến thành khiếp đảm. Cô gái giúp việc béo dần ốc nghếch đã để lại nơi đó gian vẻ trắng trẻo của những bức rèm và đồ gỗ, có nét phản chiếu của một đám cháy. Trong khi tấm ảnh của August và Augustine dường như nhợt nhạt vì hoảng hốt, Lisa đi một vòng xăm soi các loại cờ hiệu, băng đeo tay, khăn tròn mà không dám chạm vào thứ gì cả. Như thế cô sợ rằng những mảnh vải đang sợ đó sẽ đốt cháy mình. Cô nghĩ rằng mình đã không lầm rằng tiền bạc đã dồn vào những món đồ này. Đối với cô, đó là một chuyện kinh tởm, một chuyện không tin nổi đã dấy lên trong cô. Tiền của cô, số tiền được làm ra thật lương thiện, lại dùng để trả cho việc tổ chức một cuộc bạo động. Cô vẫn đứng đó, nhìn những đóa hoa nở của cây thạch lựu trên sân thượng, giống như những lá cờ hiệu đẫm máu. Cô nghe tiếng chim sẻ hót như âm vang xa xôi của cuộc xử bắn. Lúc đó cô có ý nghĩ là cuộc nổi loạn sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, có lẽ là ngay tối nay. Những lá cờ hiệu phất phới bay, những mảnh khăn hoàng diễu hành qua, đột ngột có tiếng trống rền nổ vào tai chát chúa và cô vội vã xuống không chần chờ dọc những mảnh giấy bày trên bàn. Cô dừng lại ở tầng 1 rồi cô thay đồ. Vào giờ nghiêm trọng này, Lisa xinh đẹp chải đầu cẩn thận với một bàn tay điềm tĩnh. Cô rất quả quyết, không hề rung và ánh mắt nghiêm khắc hơn ngày thường. Trong khi cô cài chiếc áo dài lụa đen và căng tấm vải bằng hết sức để che cổ tay béo lẵng, cô nhớ những lời nói của linh mục Rusan. Cô tự hỏi và thấy lương tâm đáp lại rằng cô sắp hoàn thành một bổn phận. Khi cô quàng lên vai tấm khăn sang bằng vải thảm, cô cảm thấy mình là một hành động cực kỳ lương thiện. Cô đeo găng màu tím sẫm, cài lên nó một lớp mạng che dày. Trước khi đi ra, cô khoa học bàn viết bằng khóa đôi với vẻ tràn đầy hy vọng như để nói rằng cuối cùng mình có thể ngủ yên. Cô đi phô cái bụng trắng của mình lên ngưỡng cửa của tiệm thịt nguội. Anh ngạc nhiên thấy cô ra ngoài ăn vẫn nghiêm chỉnh vào 10 giờ sáng. "Này, em đi đâu thế?" anh hỏi cô. Cô bịa ra một cuộc mua sắm với bà Taboro. Cô nói thêm rằng mình sẽ ghé qua rạp Gete để thuê chỗ. Kenny mỉm cười nhắc cô rằng anh muốn lấy chỗ ngay đối diện sân khấu để xem rõ hơn. Rồi khi anh trở vào, cô đến ngay trạm xe, dọc theo mũi sen Ostrich lên một chiếc xe ngựa thuê mà cô hạ những tấm sáo và nói với xà ếch đưa cô đến rạp Gete. Cô sợ bị theo dõi. Khi cô đã mua vé xong, cô bảo đưa mình đến tòa án. Ở đó trước cổng rào, cô trả tiền và cho xe về và nhẹ nhàng xuyên qua các gian phòng và các hành lang, cô đến sở cảnh sát. Khi cô lạc giữa cảnh xôn xao của một đám cai đội thành phố và các quý ông mặc áo phát phòng, cô cho một người 10 xu để được hướng dẫn đến văn phòng của cảnh sát trưởng. Người ta đưa cô vào một căn phòng hẹp, xa hoa như dinh thự, nơi một nhân vật to béo, hói đầu, mặc toàn đồ đen tiếp cô với vẻ lạnh nhạt cao kính. Cô có thể nói, lúc đó nhấc tấm màn che, cô khai tên, kể hết tất cả thật quả quyết, một mạch. Nhân vật hói đầu lắng nghe cô không ngắt lời, dáng điệu mệt mỏi. Khi cô nói xong, ông ta chỉ hỏi, bà là em dâu của người đàn ông đó phải không? Phải, Lisa trả lời rõ ràng, chúng tôi là những người lương thiện. Tôi không muốn rằng chồng tôi bị liên lụy. Ông ta nhún vai như để nói rằng chuyện đó thật chăng ngay, rồi bằng dáng điệu sốt ruột, bà thấy đấy, người ta đã hành hạ tôi suốt một năm nay với những vụ thế này. Người ta tố cáo với tôi hết vụ này đến vụ khác. Người ta thúc đẩy tôi, dồn ép tôi, bà hiểu chưa? Nếu tôi không hành động, làm gì tôi thích chờ đợi hơn? Chúng tôi có lý do của mình. Này, đây là hồ sơ, tôi có thể chỉ cho bà xem. Ông ta đặt trước mặt cô một gói giấy lớn trong một bìa sơ mi màu xanh lơ. Cô lật những tờ giấy giống như những trang rời của câu chuyện mà cô mới vừa kể. Các nhân viên cảnh sát ở khu chợ An, ở Rouen, ở Việt Nam thông báo rằng Florian đến. Kế tiếp, có một bản báo cáo về chuyện anh ở nhà Kunigarden. Rồi chuyển anh vào khu chợ An, cuộc sống của anh những buổi tối ở quan âm Lepid, không có chi tiết nào bị bỏ qua. Lisa ngỡ ngàng lưu ý rằng có những bản báo cáo đều có hai bản, chắc là có hai nguồn khác nhau. Cuối cùng cô thấy một đống thư từ, những lá thư nặc danh đủ mọi kích thước và đủ mọi chữ viết. Thật quá sức tưởng tượng, cô nhận ra một tuồng chữ mèo quào là chữ của mụ Sa Sê, tố cáo nhóm người trong phòng kín.
cô nhận ra một tờ giấy lớn đầy dầu mỡ, lấm đầy que phô mai của bà Lơ Cơ và một trang giấy lạnh giá viền một đóa hoa văn xếp vàng phủ đầy chữ viết ngoạc ngoạc của Sarajev và Ojin, hai lá thư báo động chính phủ phải coi chừng Gava. Cô cũng nhận ra văn phong rác rưởi của má Mehuden lặp lại suốt bốn trang hầu như không đọc nổi những chuyện dựng tóc gái dồn trong khắp khu chợ An về số tiền của Florian. Nhưng cô xúc động nhất khi thấy một hóa đơn của nhà mình trên đầu có những chữ này: cửa hàng thịt nguội Königgraden, và sau lưng thì là August đã bán đứng con người mà cậu xem như là trở ngại đối với cuộc hôn nhân của mình. Nhân viên cảnh sát đã tuân theo một ý tưởng thầm kín khi đặt những hồ sơ lên dưới mắt cô. Bà không nhận ra chữ viết nào sao? Ông ta hỏi cô. Cô lắp bắp rằng không. Cô đứng dậy, cô vẫn nghẹn ngào vì điều mà mình mới vừa biết. Lại hạ tấm màn che xuống, giấu sự bối rối mơ hồ mà cô cảm nhận đang dâng lên gò má. Chiếc áo dài lụa của cô kêu sột soạt, đôi găng tay màu sẫm của cô biên mất dưới chiếc khăn sang lớn. Ông đầu hói nở một nụ cười yếu ớt và nói: bà thay đây thưa bà, rằng thông tin của bà đến hơi trễ, nhưng người ta sẽ lưu ý đến sự trình báo của bà. Tôi hứa với bà điều đó. Nhất là hãy dặn chồng bà đừng ngoan ngoãn gì cả. Một vài tình huống có thể xảy ra. Ông ta không nói hết câu, chỉ chào nhẹ, hơi đứng dậy khỏi ghế bành. Đó là một lời cáo từ. Cô đi ra, trong tiền sảnh cô thấy Lotz và ông Lebit nhanh nhảu quay đi, nhưng cô còn bối rối hơn họ. Cô băng qua những gian phòng, luồn qua những hành lang như đang kẹt giữa thế giới cảnh sát. Nơi giờ đây cô tự thuyết phục mình rằng người ta đã thấy hết, người ta đã biết hết. Cuối cùng cô ra ngoài lối quảng trường Dauphin. Trên bến đồng hồ, cô đi chậm chậm, hưởng những làn gió mát từ sông Sen. Điều mà cô cảm nhận rõ ràng nhất đó là sự tô ca của cô là vô ích. Chồng cô không gặp mối nguy hiểm nào. Điều đó khiến cô nhẹ nhõm và cô hơi hối hận. Cô bực tức vì cậu August và những người đàn bà đã lui tới đặt cô vào tình thế lốt bịch. Cô chậm bước hơn nữa, nhìn sông Sen lan chảy, những chiếc tàu xà lan đen nhẽm buồn than bơi xuống giữa làn nước xanh, trong khi dọc bờ sông những người câu cá đang quăng câu. Tóm lại, không phải cô là người hại Florian. Ý nghĩ này thình lình đến với cô, làm cô ngạc nhiên. Liệu cô có phạm một hành động độc ác nếu cô hại anh bị bắt? Cô vẫn phân vân, ngạc nhiên vì có thể bị lương tâm lừa phỉnh. Những lá thư nặc nhanh đối với cô hình như là điều xấu xa. Cô thì trái lại, cô quả quyết đi, xưng tên và cứu mọi người. Khi cô thình lình nghĩ đến gia tài của ông già Carden, cô tự hỏi và thấy mình sẵn sàng ném số tiền này xuống sông nếu cần, để chữa cho cửa hàng thịt nguội khỏi tình trạng khó chịu này. Không, cô không keo kiệt, không phải tiền bạc đã xô đẩy cô. Khi băng qua cầu Sons, cô hoàn toàn yên bình lấy lại sự thăng bằng của mình. Cô tốt hơn những người đã đến khởi cảnh sát trước mình. Cô không hề lừa Kony, cô sẽ ngủ ngon hơn. Em có thuê được chỗ chưa? Kony hỏi cô khi cô trở về. Anh muốn xem những chỗ ngồi rồi giải thích chỗ nào ở ban công là đúng nhất. Lisa đã ngỡ rằng cảnh sát sẽ ùa đến ngay khi cô đã cảnh báo, và kế hoạch đi xem hát của cô chỉ là một cách khéo léo để kéo chồng cô ra xa, trong khi người ta bắt Florian. Cô tính lúc xế trưa sẽ dục anh đi dạo vào một kỳ nghỉ mà thỉnh thoảng họ hay hưởng. Họ sẽ đi vào rừng Boulogne bằng xe ngựa thuê, ăn ở một nhà hàng, tìm quên lãng trong một quán cà phê ca nhạc nào đó. Nhưng cô thấy đi ra ngoài là vô ích. Cô qua trọn ngày như thường lệ trong quầy của mình. Mặt mày hồng hào, vui tươi hơn, thân thiện hơn như vừa lành bệnh. Khi anh nói rằng chuyện đó rất tốt với em, cứ như lặp lại với cô, em thấy không? Chuyến mua sắm của em vào buổi sáng khiến em khỏe hơn. Nhưng không, rốt cuộc cô đáp và lấy lại điệu bộ nghiêm túc. Đường xá Paris không tốt lắm như sức khỏe. Buổi tối ở rạp Gaieté, họ xem vở Ân Phúc của Chúa. Cứ như mặc áo khoác phòng, đeo găng xám, chải tóc kỹ, chỉ lo tìm trong tờ chương trình những cái tên diễn viên. Lisa vẫn lộng lẫy, chiếc áo chẽn ngắn để cổ trần. Trên lớp nhung đỏ ở ban công, cổ tay đeo găng trắng vừa khít. Cả hai đều rất xúc động vì số phận không may của Marie. Người hưởng quân lộc đúng là một kẻ xấu xa. Và Viago làm cho họ cười ngay khi cậu ta xuất hiện trên sân khấu. Cô bán thịt nguội khóc, sự ra đi của đứa bé, lời cầu nguyện trong căn phòng trinh nữ, sự trở về của cô gái điên đáng thương khiến cô đẫm những giọt nước mắt kín đáo mà cô lau bằng một cái chậm khăn tay nhẹ. Nhưng buổi tối hôm đó là một chiến thắng thật sự đối với cô. Đầu lên, cô chợt thấy cô Nọt Văn Đi và mẹ cô này ở hành lang thứ hai. Lúc ấy cô nở mũi hơn nữa. Cô dặn Kenu đi tìm cho cô một cọc kẹo caramel ở quầy thức ăn bán sẵn. Cô đùa với cây quạt, một cây quạt xà cừ, mã vàng chói lọi. Cô bán cá thua cuộc, cô lắc đầu khi nghe mẹ cô nói nhỏ. Khi họ đi ra, Lisa xinh đẹp và cô Nọt Văn Đi xinh đẹp gặp ngay ở hành lang với một nụ cười mơ hồ.
Ngày hôm đó, Florent ăn tối sớm ở quán ông Lebit. Anh chờ Locke giới thiệu cho anh một viên cựu cai đội là người có năng lực mà họ có thể nói chuyện về kế hoạch tấn công cung buộc bông và tòa thị chính. Đêm đến, một cơn mưa phùn bắt đầu rơi từ xế trưa, nhấn chìm khu chợ An trong sắc màu xám xịt. Mưa có màu đen nổi bật lên trên khỏi những làn khói đỏ hung trên trời, trong khi mây như những miên vẽ bẩn thỉu chạy gần như sát các mái nhà, như đeo bám và rách mướp ở mỗi những cột thu lôi. Florent buồn bã vì lớp đất sũng ướt như lòng đường lát đá, bị nước giàn khe chảy ròng ròng, dường như chuyên chở và dập tắt buổi hoàng hôn trong bùn. Anh nhìn mọi người ẩn náu trên vỉa hè của những con đường có mái che, những cây dù lướt dưới mưa rào, những chiếc xe ngựa thuê đi qua nhanh hơn và ồn ào hơn giữa lòng đường trống trải. Một tia chớp lóe lên, một tia sáng nào đó cất cao trong ánh tà dương. Lúc đó cả một đội quân quét đường xuất hiện ở lối vào đường mong mạc, đầy những quét bàn chải vào một cái hố đầy bùn lỏng. Lọt không đưa viên cai đội lính Gava đến ăn ở nhà các bạn của anh ở Batignolles. Florent chỉ còn việc qua buổi tối mặt đối mặt với Robin. Anh nói suốt thời gian, rốt cuộc anh rất buồn. Người kia nhẹ nhàng lắc lắc hàm râu, duỗi tay cứ 15 phút một lần để nuốt một ngụm bia. Florent buồn chán, lên để đi ngủ, nhưng Robin còn lại một mình, lại không đi, giận trán tư lự với chiếc nón, nhìn ca bia của mình, Royce và cậu bồi. Tin đóng cửa sớm hơn vì nhóm ở căn phòng nhỏ không có ở đó, chờ khoảng nửa giờ đồng hồ cho đến khi ông này muốn rút lui. Florent ở trong phòng mình, sợ vào giường, anh thấy khó chịu căng thẳng, đôi khi kéo dài dai dẳng trong suốt cả đêm giữa những cơn ác mộng bất tận. Hôm trước ở Clama, anh đã chôn ông vẹt lắc, đã mất sau một cơn hấp hối khủng khiếp. Anh còn cảm thấy rất buồn vì chiếc quan tài quá hẹp được đưa vào lòng đất. Nhất là anh không thể xua đuổi hình ảnh của bà vẹt lắc, một giọng nói sức mướt mà không có giọt lệ nào trên mắt. Bà đi theo anh, nói về chiếc quan tài còn chưa được trả tiền, về chiếc xe đưa tang mà bà không biết làm cách nào để đặt vì ở nhà không còn một xu. Bởi vì ngày hôm trước, ông dược sĩ đã yêu cầu thanh toán hết hóa đơn khi biết bệnh nhân đã chết. Florent phải ứng trước tiền quan tài và chiếc xe tang. Thậm chí anh còn cho phu an táng tiền trà nước. Khi anh sắp đi, bà vẹt lắc nhìn anh bằng vẻ mặt rất tuyệt vọng, đến nỗi anh phải để lại cho bà 20 quan. Vào giờ này, cái chết đó làm anh rất buồn. Nó đã đặt lại vấn đề về chỗ làm thanh tra của anh. Người ta sẽ quấy rầy, sẽ nghĩ đến việc bổ nhiệm cho anh làm thanh tra thực thụ. Đó là những vấn đề phức tạp, đáng giận, có thể đánh động sự chú ý của cảnh sát. Anh những muốn phong trào nổi dậy nổ ra ngay vào ngày hôm sau để ném ra đường chiếc mũ kết gắn lon của mình. Đầu chất chứa lo âu, anh lên sân thượng, trăng bỗng cháy, đòi một làn hơi mát trong đêm nóng nực. Cơn mưa rào đã làm cho gió nổi, một hơi nóng của cơn giông còn lấp đầy bầu trời, có màu xanh sẫm mà không có một áng mây. Khi vua chợ An được lau sạch trải rộng dưới chân anh cái khối đồ sộ của chúng dưới màu trời, điểm những vì sao vàng như bầu trời là những đom lửa ga chói lọi, tựa khuỷu tay vào lan can bằng thép. Florent nghĩ rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị trừng phạt vì là đồng ý chiếm chỗ làm thanh tra. Nó giống như một vết nhơ trong đời anh. Anh đã xà xẻo ngân sách của sở cảnh sát, vi phạm lời thề, phục vụ đế chế, dù anh đã thề nhiều lần khi bị lưu đài. Khao khát làm cho Lisa hài lòng, sử dụng đồng lương lãnh được để làm từ thiện, các phương cách lương thiện mà anh đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đối với anh dường như không phải là những lập luận đủ mạnh để biện minh cho sự hèn nhát của anh. Nếu anh đau khổ vì cái môi trường béo nhảy và được nuôi ăn quá kỹ, thì anh xứng đáng với nỗi đau này, và anh lại thay cái năm tệ hại mà anh vừa trải qua, sự truy hại của mấy bà bán cá, những cơn buồn nôn trong những ngày ẩm ướt, sự kho thiêu liên tục của cái dạ dày gầy còm của anh, nỗi ác cảm mơ hồ mà anh cảm nhận đang ngày càng lớn dần quanh mình. Những điều đó anh đều chấp nhận, coi như đó là hình phạt. Sự gầm gừ mơ hồ của lòng thù hằn mà anh không nắm được nguyên nhân, báo hiệu một tai họa mơ hồ gì đó mà anh phải co dai, tủi nhục vì phải đền tội. Rồi anh nổi giận với chính mình. Với phong trào bình dân mà anh đang chuẩn bị, anh tự nhủ mình không đủ thuần khiết để thành công. Anh đã mơ mộng biết bao nhiêu ở tầm cao này, mắt chìm khuất vào những mái nhà mở rộng của các khu buôn bán. Thường khi anh nhìn chúng như những vùng biển xám, nói với anh về những vùng xa xăm. Trong những đêm không trăng, chúng tối sầm lại, trở thành những hồ nước chết, những vũng nước đen, ô nhiễm và tù động. Những đêm trong trẻo lại chuyển chúng thành những dòng suối tràn ngập ánh sáng. Những luồng ánh sáng chảy trên hai tầng mái nhà, ướt đẫm trên những máng kẽm, tràn ra và rơi xuống, ven những bồn nước phun mênh mông chồng chất lên nhau.
thời tiết lạnh khiến chúng cứng đờ, đóng băng cũng như vịnh Na Uy, nơi những người trượt băng lướt đi, trong khi hơi nóng tháng 6 ru chúng trong một giấc ngủ nặng nề. Một buổi tối tháng 12, khi mở cửa sổ ra, anh đã thấy chúng phủ tuyết trắng xóa, một màu trắng trinh bạch soi sáng bầu trời màu rỉ sét. Nó trải rộng ra mà không giấy bẩn như một bước chân nào, giống như những cánh đồng phương Bắc, với những nỗi cô độc được những chiếc xe trượt tuyết tôn trọng. Chúng có nét lặng lẽ rất đẹp, vẻ dịu dàng của tên khổng lồ ngây thơ và anh trước mỗi dáng vẻ của chân trời biến não, thả hồn vào những giấc mơ dịu dàng hay tàn khốc. Tuyết đã so dịu anh, tấm vải trải giường mênh mông màu trắng đối với anh, dường như một tấm màn tinh khiết ném lên một mớ rác rưởi của khu chợ anh. Vào những đêm trong trẻo, có trăng trải dào dạt, đưa anh vào xứ sở thần tiên của những câu chuyện cổ tích. Anh chỉ đau khổ vào những đêm tối đen, những đêm tháng 6 cháy bỏng, là dùng đầm lầy buồn nôn, nước tù động của một vùng biển đang nguyền rủa.